Như một số bạn đã biết thì mình vừa về Việt Nam. Và ngay sau khi về Việt Nam thì việc đầu tiên mình làm đó là dọn ra ở riêng. Lý do tại sao thì thật ra là cũng không có gì đâu. Bởi vì mình cảm thấy là mình 21 tuổi rồi, mình muốn tự lập để gọi là tăng cái tính độc lập và trách nhiệm của bản thân. Mày cút ra mày nào tao. Cút. Đùa ấy chứ không có cãi nhau gì đâu. Mình quyết định dọn ra ở riêng là bởi vì mình đã có thể độc lập về tài chính và mình có thể tự lo được cho bản thân. Và sự thật là mình luôn muốn dọn ra ở riêng, có lẽ phải từ lúc mình 11 tuổi rồi. Bởi vì mình không muốn phải dựa dẫm ai cả. Tuy nhiên nghe thì có vẻ là sẽ không có vấn đề gì, bởi vì tâm lý luôn sẵn sàng. Nhưng mà đến lúc dọn ra ở riêng rồi thì mới biết là nó lắm vấn đề như thế nào. Một số ví dụ có thể kể đến như là: dạo này ăn mì omachi hơi nhiều, hôm nay có gì đổi vị nấu món khác xem thế nào nhỉ? Mì cung đình. Đi chơi đấy, đâu đi đâu cà phê là đi xem phim hay xem phim à? Để qua đón hay là nào đấy? Rồi yên tâm. Sao em bảo gì, mặc cái nào đẹp nhất á? Rồi ok. Mặc ba lỗ được không anh? Chia tay à? Ok. Xem nào. Lương một tháng đi ăn trộm là 10 triệu. Thuê nhà 5 triệu này. Thức ăn 100.000 ngày, tức là 3 triệu một tháng. Tiền điện là 300.000 này. Internet chắc tầm 200.000, tiền nước 50. Xăng thì chắc tầm 400.000. Tiền điện thoại nữa thì 400.000. Tất cả 9.350.000. Tức là còn dư 650. À quên, 50.000 tiền bao cao su. Tức là 600.000. Tức là một ngày có 20.000 tiêu vặt. Trả bù cho hồi trước. Uống đi, ba lọt 50.000 có cái gì đâu. Rồi rồi rồi, lấy uống đây. Này tôi chả yên tâm. Uống đi, uống đi. Nước lọc lần này tôi khao. Gì đấy? Anh ơi, cho em thu tiền điện ạ, 300.000 ạ. Này, vâng em cảm ơn ạ. Rồi, ok. Lại cái gì đấy? Anh ơi, cho em xin tiền nước nữa. Em làm cả bên điện lực với cả kinh doanh nước sạch. 50.000 anh ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi rồi, thế nào thế. Gì nữa? Em quên mất cả tiền net nữa. Vâng, em làm luôn cả cho bên này internet luôn. Thật không em?
Thật mà, anh không tin anh cứ hỏi. 200 nghìn anh ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi. Thu tiền điện em nhá, 400 nghìn này. Có người vừa thu lúc nãy rồi đòi cái gì? Lúc nào? Bây giờ tôi mới qua khu vực này, anh nói cái gì ấy? Này đừng có mà vớ vẩn nhá, tôi không đóng đâu, về đây. Đi rửa tay cái. Và đi hâu con nước. Mặc dù ở riêng có một số bất lợi như kể trên, nhưng nhìn chung theo mình thì cái lợi là cực kỳ lớn. Mà cái lợi lớn nhất đó là bạn không bị phụ thuộc vào bất cứ ai và toàn quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều người phàn nàn và hỏi mình là làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng mà bố mẹ quyết định mọi thứ trong cuộc sống của họ, từ việc học hành, trường lớp, chuyện nghề nghiệp cho đến chuyện tương lai. Và vì họ hỏi mình, một cái thằng mà luôn muốn sống độc lập từ trước đến nay, nên mình nói thẳng rằng là hãy cố gắng tìm một công việc và dọn ra ở riêng. Như thế thì bạn sẽ không bị phụ thuộc và điều khiển. Cái này có lẽ không phải là câu trả lời mà các bạn mong muốn, bởi vì 10 người hỏi thì sau khi mình trả lời, cả 10 người trái thèm viết lại. Mình nghĩ là các bạn muốn nghe những cái giải pháp theo kiểu như là nói chuyện như thế nào để bố mẹ thay đổi suy nghĩ. Nói thật, nếu mà dễ như thế thì mình cũng muốn. Chỉ có điều là thay đổi suy nghĩ của một người thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong khi những cái quyết định cho tương lai của bạn thì cần phải đưa ra ngay lập tức để có thời gian theo đuổi và thực hiện. Việc ra ở riêng có thể khiến cho bạn cảm thấy khó khăn lúc đầu, nhưng một khi đã hình thành thói quen thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ hợp lý, bởi vì bạn vừa có thể tự chăm lo cho bản thân, vừa là người quyết định cuộc sống của chính mình. Còn nếu lý do duy nhất một người trưởng thành như bạn vẫn còn sống với bố mẹ là bởi vì bạn không có khả năng tự lo cho bản thân, thì mình nói thật là bạn không nên kêu ca hay là phàn nàn gì với bố mẹ bạn cả. Bởi vì chừng nào bạn vẫn còn sống trong nhà người khác miễn phí ấy, thì bạn chả có ý quyền gì cả. Còn mình ngồi đây cười rất tươi, bởi vì mình biết chắc chắn rằng cuộc sống của mình sẽ ra sao, bởi vì mình kiểm soát điều đó. Mình biết chắc chắn rằng là ngày mai mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, mua gì hay là ăn gì. Và không có ai có quyền nói là mình không thể nhá.